đến với buổi livestream ngày hôm nay. Để các bạn vào cái livestream này. Cái này xíu nữa chị Ly cáo những cái chương trình free ship của bên khách hàng. Rồi các bạn ơi, rồi chào mọi người nha, chào Bảo nha. Rồi các bạn thấy là những nhân vật mới không? Bé xíu thôi, tu tê quá trời luôn. Rồi chào Nhật Hạ nha, chào Quốc Khánh nha, chào Trần Thắng. Rồi chào Bảo ca tôi, chào anh Kiên nữa. Rồi chào Đặng Minh nha. Nói chung là chào các bạn nha. Ôi vui quá trời ơi các bạn ơi. Siêu mini này các bạn ơi, rất là mini nha. Vì biết là bây giờ là em nó đang nhỏ xíu các bạn, dễ thương cực kỳ luôn. Này nè, để sát cho các bạn xem nha. Đó, các bạn coi chung không. Ôi cái mặt yêu dễ sợ luôn. Nói chung là shop chị thì dịch này thì cũng đóng cửa các bạn. Nhưng mà các bạn đặt hàng thì chỉ có giao hàng online ha. Đặt hàng giao hàng các bạn nha. Các bạn coi trên livestream này, cái bé nào thích đó các bạn điện tới shop các bạn hàng, hoặc là các bạn để số điện thoại đây để shop liên hệ giao hàng cho các bạn nha. Dịch chị cũng không dám mở cửa các bạn ơi. Nhưng mà vẫn livestream để biết là ở cửa hàng đang còn có những cái đồ dùng gì. Các bạn đặt hàng thì chị đặt shipper giao cho các bạn nha. Tên tên tên. Rồi. Ôi rất là dễ thương, bé rất là dễ thương các bạn ơi. Thì hôm nay cũng có mini game đi ha mọi người. Và mini game thì cũng sẽ tặng chục em Hunter bia trị giá 150.000. Các bạn chỉ cần là chia sẻ cái livestream này và để lại ba số điện thoại cuối thôi thì có cơ hội nhận được gì ta, một em Hunter bia trị giá 150.000. Đó, các bạn xem livestream đông á thì chị sẽ có nhiều cái chương trình khuyến mãi khác nữa. Nếu mà xem livestream đông thì sẽ có những cái chương trình khuyến mãi liên quan đến những bé cún con đáng yêu này luôn nha. À, rồi các bạn ơi, những cái bạn nào mà thắc mắc giao hàng như thế nào á thì đợt này á bên chị là đang có cái chương trình á là hóa đơn mà trên 1,5 triệu á thì sẽ giảm 50% phí ship nội thành các bạn nha. Còn đơn hàng nào mà trên 2,5 triệu thì free ship trong nội thành. Các bạn ơi. Rồi các bạn nếu mà thấy em này dễ thương á, các bạn hãy bấm thả tim cho em nha, hoặc là cho một nút like cho em. Trời nó hung này các bạn, coi nè. Ôi nó nịnh chưa. Rồi à, trời nó nịnh các bạn ha, rất là nịnh luôn á. Rồi cảm ơn các bạn thả tim rất là nhiều nha. À, thì các bạn ơi, thì hôm bữa trước á, lì shop á, là được 59.300 bạn thích trang rồi đó các bạn. Còn cỡ 700 bạn nữa thôi á, thì được 60.000 bạn thích trang á, thì sẽ có một cái chương trình khuyến mãi lớn á, cho các bạn á. Rồi các bạn ơi, nó định chưa kìa, trời ơi. Trời ơi, đây gì, trời. Ôi các bạn ơi, cưng nghe chưa các bạn. Màu dễ thương quá à. Hồi tuần trước là chị like mấy bé màu nâu đỏ rồi, mà mấy bé màu đỏ là về nhà mới hết rồi. Thì bây giờ là sẽ like mấy bé trắng kem nha, mấy bé đợt mới trắng kem. Ôi tình cảm quá đi thôi. Thôi hôm nay sẽ gọi là hôm nay sẽ bật mí một bí mật á các bạn. Các bạn biết là đố các bạn một câu hỏi nha. Các bạn nào biết là con chó poodle các bạn đẻ ra là nó cục đuôi như vậy hay là nó có đuôi á, đố các bạn á. Thì cũng có nhiều bạn hỏi chị á là ủa con poodle này là đẻ ra nó có đuôi hay không, hay là nó đuôi như vậy luôn đó. Nên bữa nay là hỏi các bạn nha, đố các bạn nha, các bạn trả lời. Ôi các bạn ơi, bạn nào mà tham gia mini game á thì mình chia sẻ ở chế độ công khai các bạn. Mình chia sẻ ở chế độ công khai á thì nó sẽ hiện lên cái chữ là người chia sẻ sau trên cái nick của mỗi bạn trên cái livestream này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ ôi dễ thương á. Sau đó thì các bạn sẽ để lại ba số điện thoại cuối nha. Thì mình có thể chơi mini game được. Có cơ hội nhận được một em Hunter bia trị giá 150.000 nha các bạn nha. Ôi coi kìa. Ôi bả đáng yêu quá đi các bạn ơi. Rồi chuẩn bị vào chương trình chính ngày hôm nay nha. Hôm nay thì chị định là sẽ like chó poodle nè, rồi like bọ này các bạn nè, với lại like mấy em Hunter đó, mấy em Hunter với một số em sóc gì đó. Nói chung là còn thời gian sẽ like đủ hết. Còn hôm nay định là sẽ like bọ nè, với lại like chó poodle là sẽ mấy em đó chính các bạn nha.
Các bạn ơi, hôm nay ráng lên 100 mắt xem livestream được không các bạn? 100 mắt xem livestream á thì sẽ có khuyến mãi khi các bạn mua mấy bé chó này, được không? Tặng thêm khuyến mãi nè. Rồi, và 100 mắt xem livestream thì sẽ có hai phần quà. Hai em Hunter Bia luôn nha. Bình thường là một em, bây giờ sẽ là tặng hai em Hunter Bia luôn cho hai bạn có cơ hội, có may mắn ha. Rồi, nói chung là càng đông người coi thì sẽ phần quà nó càng nhiều các bạn nha. Rồi, các bạn nhớ tham gia mini game là các bạn chỉ cần chia sẻ livestream để lại ba số điện thoại thôi nha. Rồi, bây giờ bắt đầu vô phần chính của livestream ngày hôm nay, sẽ giới thiệu từng bé một các bạn nha. Rồi, bây giờ nhân vật nịnh hót này cho đi xuống nha các bạn nha. Em này sẽ giới thiệu sau. Rồi, rồi anh ơi, cho em mấy bé khác lên. Quá đáng yêu cả nhà ha, rất là dễ thương luôn. Rồi, đây. Ở nhà mùa dịch đó là có quá nhiều thứ phải lo lắng các bạn. Nhiều thứ phải suy nghĩ, đôi khi là stress đó các bạn. Đó thì hả, bạn nào mà có điều kiện á, mình nuôi thú cưng đó các bạn. Đó, ví dụ như mình có điều kiện nhiều thì mình nuôi mấy em chó như thế này. Còn ví dụ như bạn nào không có điều kiện nhiều thì mình nuôi hamster, nuôi bọ, nuôi sóc rồi chẳng hạn. Đó, mình nuôi nói chung là để cũng giảm bớt căng thẳng mùa dịch các bạn nha. Rồi, các bạn có thấy được không nè? Bây giờ em đầu tiên mình muốn giới thiệu với mấy bạn, đây là em con gái nha. Hôm nay á, thì mình đang có là hai em gái các bạn. Đây là em gái đầu tiên đó, em gái đầu tiên đó, em gái đầu tiên cũng là màu kem luôn các bạn nha. Màu kem luôn đó. Đó, cái mặt, cái con mắt gì các bạn? Mắt đen, mắt đen lấy à, cái mũi đen này. Ôi giống con gấu bông quá cả nhà ơi. Đó, gấu bông này nó đáng yêu cơ chứ nè. Rồi cho nó nằm lên nó chơi đi nha. Có bạn nào quan tâm em này không các bạn? Rất là cưng luôn. Rồi, rồi bạn nào quan tâm thả tim cho em nha. Các bạn nhớ nha, 60 được 60.000 bạn thích Trang á là shop sẽ có một chương trình khuyến mãi lớn. Nên ở đây những bạn nào mà chưa thích Trang, các bạn nhớ bấm nút like Trang các bạn nha. Đó, vừa nhận thông báo của shop vừa để chuẩn bị sẽ có một cái chương trình khuyến mãi lớn nha các bạn nha. Tên tên tên. Rồi, bé này là bé cái đầu tiên, màu kem. Các bạn thấy màu trắng kem. Ở phía này là màu trắng là nhiều. Ở phía trên mặt thì màu kem, hai cái lỗ tai nè, nó màu kem pha nâu nâu á, nhìn rất là dễ thương các bạn. Các bạn thấy không? Rất là dễ thương luôn. Nè, đã được spa làm móng chân rồi các bạn nha. Đã được cắt tỉa mấy cái lông móng chân rồi đó các bạn. Đó, rất là bốn chân, được cắt tỉa lông rồi, rất là đẹp, rất là dễ thương. Trời ơi, mấy em này á các bạn, mấy em này đã được chích ngừa một mũi rồi nha. Mấy em này đã được chích ngừa một mũi. Thì đợt này thì trong cái thời gian mà giãn cách xã hội này các bạn nè, thì shop quyết định á, là bạn nào mua chó bu đồ trong cái thời gian này á thì sẽ được tặng kèm gói bảo hành sức khỏe cho mấy em luôn nha. Đó, tặng kèm gói bảo hành sức khỏe luôn. Nên các bạn mua trong mùa dịch này thì các bạn cũng sẽ yên tâm, dù là không có ghé trực tiếp shop để mà lựa mấy em được, nhưng mà trên cái livestream các bạn có thể chọn trực tiếp trên livestream, hoặc là sau khi các bạn thích bé nào các bạn gọi điện này kia đó, bên mình video call cho các bạn, hoặc là quay phim gửi qua cho các bạn ha. Đó, thì vẫn được bảo hành các bạn nha, được bảo hành luôn ha. Còn bình thường là sẽ có bảo hành riêng, còn bây giờ là trong cái dịp dịch này thì là trong cái tình hình mà giãn cách xã hội về, bên mình sẽ tặng kèm có bảo hành cho các bạn luôn nha. Đó, rồi bây giờ em này báo giá cho các bạn luôn nha. Em này là con gái, các bạn nào đoán giá bao nhiêu không? Rồi các bạn coi, con này nó cũng rất là nhoi luôn á các bạn. Mấy bé này 2 tháng tuổi chích ngừa một mũi rồi, và hả các bạn thấy không, nó cứ thất thoái gọng gọng cái tay mình nè, tại vì đang độ tuổi gọi là mọc răng đó các bạn, ngứa răng á đó. Cái bé này là bên mình là ăn uống rất là giỏi rồi các bạn nha, vừa ăn cơm được nè, vừa ăn hạt được luôn rồi nè. Đó, về nhà các bạn thì nó sẽ không có bị tình trạng là biếng ăn kén ăn ha. Đó, mấy bé này là ăn cơm ăn hạt được các bạn yên tâm, chứ không phải là giống như mấy bé nhỏ mà ăn mới ăn cháo thôi. Mấy ăn cháo thì nó còn nhỏ ngày hơn nữa các bạn. Còn mấy em này là ăn uống khỏe mạnh rồi nha, ăn uống cứng cáp chích ngừa được một mũi thôi đó. Các bạn thấy cưng không? Trời ơi, cái bà này bà cứ gọng cái tay tươi hoài, phải lấy cục xương, cục đồ mài răng á các bạn. Cái tuổi này các bạn mua mấy cục đồ chơi á về cho nó chơi ha. Đó, nó không có chịu đứng tướng người mẫu mà nó cứ nhoi 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 hoài, ghét quá, nằm xuống. Rồi, có em bạn nào đánh giá này không? Ôi,
Bây giờ báo giá cho các bạn luôn nha. Báo giá cho các bạn luôn. Em này em gái số 1. Em gái số 1. Trời ơi con ơi là con quậy quá đi con ơi. Em gái số 1 giá 5 triệu rưỡi các bạn nha. Bạn nào mà thích em này, yêu mến em mã số 1 này, các bạn nhìn kỹ lại một lần nữa nha. Trời ơi nằm im. Nhìn kỹ lại một lần nữa nha. Bạn nào mà yêu mến em này á, thì các bạn có thể để lại số điện thoại để mình đặt ship, shipper ship vào cho các bạn nha. Đó các bạn thấy con này cưng quá là cưng luôn. Mắt đen lay lấy, mũi đen như một con gấu bông. Nói chung màu nâu đỏ thì cũng có nhiều. Còn màu trắng kem này thì lâu lắm rồi á, mình mới có lại cái đợt chó màu trắng kem dễ thương như này các bạn nha. Đó. Nói chung là nó không có nhiều chó đâu các bạn. Đó rồi. Còn cái bạn nâu đỏ là mình bán hết rồi. Tuần vừa rồi là mình bán hết cái mấy em nâu đỏ rồi. Thế nên là bạn nào thích thì mình nhanh tay lẹ chân ha, chứ để hết. Vì nhiều bạn bữa nay lại hỏi mình nâu đỏ thì bữa vừa rồi mình mới bán hết rồi các bạn. Nếu các bạn thích là các bạn lên tay chốt liền ha. Đó, có điều kiện là mình nuôi liền. Đó, rất là dễ thương các bạn. Có tặng có bảo hành sức khỏe luôn các bạn nha. Nên các bạn nuôi, tuy là trong mùa dịch các bạn không có ghé trực tiếp cửa hàng để chọn bé về được, nhưng mà các bạn cũng yên tâm các bạn mua. Và bạn nào á mà đợt này shop đang có chương trình á là tặng nếu mà các bạn nào mua đơn hàng trên 2 triệu rưỡi á là free ship trong nội thành luôn các bạn nha. Còn bạn nào mà mua đơn hàng 1 triệu rưỡi đổ lại á thì là giảm 50% phí ship. Đó. Nói chung bạn nào mua đơn hàng 1 triệu rưỡi trở lên chứ thì giảm 50% phí ship. Còn bạn nào mua đơn hàng mà 2 triệu rưỡi trở lên á thì là giảm 100% phí ship. Rồi, phí ship nội thành các bạn nha. Rồi, cho em này xuống nha. Rồi em số 1 nha, mã số 1, 5 triệu rưỡi các bạn nha. Đã chích ngừa một mũi, được tặng kèm gói bảo hành sức khỏe luôn trong thời gian giãn cách xã hội các bạn nha. Và qua thời gian này thì không có tặng gói bảo hành sức khỏe nữa các bạn. Rồi. Em cả rồi. Hai. Em gái số 2. Em gái số 1 rồi, bây giờ em gái số 2. Đó. Thì nó cũng sẽ là các bạn nhìn thì nó sẽ hơi giống nhau nhưng mà thật ra là nó cũng có khác biệt nhẹ một chút xíu ha. Em này trên cái lưng nó thì cái sống lưng nó vàng hơn một chút xíu các bạn. Sống lưng nó vàng hơn chút xíu, nó có điểm vàng ở đây nè. Em gái số 2 nha. Con chào mấy anh mấy chị đi con. Xin chào. Xin chào. Chào đi con nè. Chào chào. Ôi nhìn cưng quá các bạn ha. Nói chung là màu này thì chị thấy là rất là dễ thương, rất là đáng yêu luôn á. Rồi em gái số 2 nha. Đây đây các bạn nha. Đó em gái số 2. Đó cho anh này ảnh tung tăng chút xíu đi. Anh này tính điềm đạm hơn các bạn. Đó không có lo nhoi như là mấy em kia. Ôi cảm ơn các bạn thả tim nha. Đúng rồi các bạn thả tim để chào mừng người đẹp số 2 quay trở lại. Đã trở lại nè. Đã đến chứ các bạn mới đến. Em này là em mới tới. Ôi. Rồi bạn nào á mà hả mình muốn cái gì ta? Đây là dễ thương quá à. Rồi em này em số 2. Đó các bạn ơi cưng chưa. Em gái số 2 cũng màu trắng kem luôn các bạn ha. Hai tay hai bên là hai tay màu vàng các bạn nè. Nói chung màu nâu nâu các bạn, nâu nhẹ các bạn, tạo sự đáng yêu hơn. Đó trắng mà điểm hai cái lỗ tai màu nâu giống như là nhuộm á các bạn. Đó các bạn nào mà thấy livestream này vui á các bạn nhớ là bấm nút like cái này cho mình với nha, để mà có tinh thần, để có tinh thần bữa sau mà hả livestream cho bạn tiếp. Đó. Rồi thì nói luôn về cái chuyện cái đuôi của chó poodle các bạn nha. Thì thật sự á là khi mà chó poodle con đẻ ra các bạn, nó không phải là đuôi ngắn như thế này đâu. Đó gọi là bí mật được bật mí nha. Đó sau khi mà ha đẻ ra được tầm 3 ngày các bạn thì là sẽ cắt đuôi. Cắt đuôi thì các bạn nghe các bạn hơi sợ đúng không? Cắt đuôi để cho mà cái nhìn cho cái phong dáng poodle bây giờ nó sẽ như thế này. Đó, thì các bạn biết cắt đuôi để làm gì không? Tại vì poodle á là cái dòng chó mà có cái đuôi nó không có được dài lắm. Cái đuôi nó là gọi là đuôi lửng lửng á các bạn. Thì với cái bộ lông dài mà xoăn như này cộng thêm cái đuôi lửng nữa thì nhìn nó sẽ không có được dễ thương như thế này. Nên á là khi mà chơi poodle người ta sẽ cắt cái đuôi đi để cho cái phần ở phía sau này nè các bạn nè, cái phần mông này nó sẽ tròn trịa hơn, nhìn đi nó lắc mông á thì nó dễ thương hơn, nó nở nang hơn. Những cái người cỡ bé poodle nó sẽ cân đối hơn. Nhưng mà khi mà cắt đuôi cho chó poodle các bạn thì thường á thì họ thông thường sẽ cắt vào khoảng cỡ là
3 ngày tuổi, với bé được khoảng cỡ 3 ngày tuổi là cắt đuôi. Thì cái thời gian đó là cái đuôi của nó còn rất là mềm. Đó thì mình cắt á, mấy bé sẽ đỡ đau hơn. Đó còn khi mà ví dụ như các bạn nuôi mà để lớn như thế này. Đó các bạn để đuôi lớn vậy. Các bạn mới quyết định là thôi cắt đuôi đi. Thì lúc đó là đau nhiều các bạn nha. Phải sử dụng thuốc này kia các kiểu á. Dạng như là một dạng phẫu thuật nhỏ đó. Còn nếu mà các bạn cắt đuôi mà cái thời điểm mà nó còn bé baby như vậy các bạn, là rất là đơn giản, không có cần thuốc gì, chỉ cần sức một ít bovidin lên là được à. Đó, rất là mau lành luôn. Còn bây giờ lớn như thế này á, cắt thì mấy em sẽ rất là đau ha. Đó, nên là lúc nào người ta cũng sẽ cắt lúc mà baby hết các bạn nha. Vua đồ đẻ ra là bé nào cũng có đuôi hết các bạn nha. Lúc mà cắt ra các bạn nhìn để giống như là những cái ngà voi á các bạn. Nhìn mấy giống như mấy cái ngà voi nhỏ xếp đầy đó, cười lắm. Đây các bạn nha. Rồi, đây em này rất là dễ thương. Size này các bạn coi nè, để mình để sát á, sát camera các bạn thấy size nó cũng bé thôi các bạn ha. Đó. Rồi. Ôi da. Bé cơ. Rồi, bé này cũng là bé con gái luôn. Thì giá em này là 5 triệu rưỡi các bạn nha. Đặc biệt trong cái đợt giãn cách này thì bên shop có tặng kèm gói bảo hành sức khỏe cho các bạn luôn. Đó thì bạn nào mua trong cái thời gian giãn cách thì được tặng kèm gói bảo hành sức khỏe. Nói chung là mùa dịch đó, ở nhà nhiều khi là nó rất là nhiều cái nỗi lo lắng, nỗi buồn phiền. Thì ở nhà buồn quá các bạn, quanh đi quẩn lại thôi, mình nuôi một em cún hay là một em thú cưng nào đó cho bầu bạn cho nó vui các bạn ha. Thì nói chung bên shop thì có đủ các loại thú cưng hết á. Giá nó dao động từ vài chục ngàn, vài trăm đến vài triệu cũng có. Nên các bạn có thể là chọn lựa một cái em thú cưng phù hợp. Thì trên livestream này thì mình sẽ có nói về rất là nhiều các loại thú cưng. Thì đầu tiên là chó trước, sau đó là mấy bạn thú khác các bạn ha. Tên 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 tên. Rồi, em này xuống nha các bạn nha. Em gái này cũng là 5 triệu rưỡi, em gái mã số 2. Đó. Em này rất là lanh rồi các bạn, ăn uống rất là khỏe rồi, các bạn yên tâm. Em lấy em một em nhỏ đi, lấy em một em đực đi. Không, em này là bé hai em đực. Đến đực đi, đến đực đi. Rồi các bạn ơi, đây. Rồi đây các bạn ơi, em này là em mini lúc đầu rồi các bạn nè. Em này là nhỏ nhất các bạn. Em này hả, shop có đăng hình mấy em lên á. Em này là em có được có 600g mà các bạn. Đó mini nè, người mẫu lúc đầu nè các bạn nè. Em này nịnh cực kỳ nịnh luôn đó, để em muốn hôn nữa. Trời ơi là gì vậy? Ôi chịu không nổi luôn á, bả nịnh quá à. Là như mà nịnh vậy, là như nịnh tôi dữ vậy. Thôi bé này nịnh lắm nha các bạn nha. Các bạn mua em này về là đảm bảo là hả, đeo quấn quýt rồi hả, làm trò là số 1 luôn ha. Em này màu nâu, cái mặt nó rất cưng các bạn ơi. Ở phía trước mặt nè có một cái chòm tóc trắng nhỏ nhỏ nè. Đó, có cái chòm tóc trắng nhỏ nhỏ nè. Hai cái lỗ tai màu nâu đậm hơn nhiều nè. Đó, nhìn nó rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Đó. Bé này bé trai nha các bạn nha. Thôi, bé này bé trai. Tên tên tên. Rồi, các bạn nào mà các bạn muốn coi mấy cái loại gì thì các bạn để lại số, các bạn muốn đặt hàng các bạn để lại số điện thoại nha. Chị Thanh Xuân muốn đặt hàng, chị Thanh Xuân để lại số điện thoại để cho bên em cho người nhắn tin với mình nha. Rồi, bé này bé trai nha các bạn nha. Ôi cưng chưa. Bé trai này có giá là 6 triệu các bạn nha. Bé trai này có giá 6 triệu tại bé trai này rất là mini. Đó, 600g thôi các bạn. Đó, rất là dễ thương luôn, người rất là vóc dáng, rất là cân đối các bạn thôi. Cái form dáng nè. Đó, phong dáng chữ nhật nè, đứng hình chữ nhật đàng hoàng nè. Rất là, mình thấy rất là lùn các bạn ơi. Cưng ghê chưa. Trời ơi, bộ lông rất là dày, rất là săn các bạn nha. Trời ơi, dễ thương cực kỳ luôn. Ôi. Các bạn ơi, bạn nào mà mình muốn tham gia mini game á thì mình nhớ là chia sẻ livestream nha, để lại ba số điện thoại nha. Đây, để lên cái này không ta. Đó. Cao cao gì cho các bạn dễ nhìn nha. Tại vì ở phía dưới vướng mấy cái bình luận của mình quá. Đây, cho mấy bạn so sánh hai sao. Đây. Đây các bạn ơi. Đây cũng em đực luôn. Đây. Các bạn, em này 6 triệu nè các bạn nè. Em này thì chút xíu nữa mình sẽ báo giá nha, mình chưa có like. Đó các bạn thấy em này size rất là bé không? Đó, em này size rất là bé luôn. Đừng có.
Đó, nên là em này giá 6 triệu nha. Em này giá 6 triệu. Ôi ơi. Ôi. Rồi mình cho em này xuống nha các bạn nha. Đó, em này nãy nhìn định mình dữ lắm luôn á. Con quay mặt ra cho mấy anh chị nhìn xíu nữa nè. Đó, cưng chưa? Mặt quá cưng luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu em được này lên nha. Nãy giờ là em này là em được số 3. Bây giờ đến em được số 4. Đó, người mẫu chàng lực sĩ số 4 này các bạn. Rồi, bây giờ thì các bạn là nếu mà muốn nãy giờ em là em trai số 4 này các bạn. Nãy giờ là các bạn thấy là mấy em nấp giá từ 5 triệu rưỡi đến 6 triệu đúng không? Thì đây, em trai này giá chỉ có 4 triệu rưỡi thôi các bạn. Đó, em trai này giá chỉ có 4 triệu rưỡi thôi các bạn nha. Đó, các bạn muốn một em bu đồ mà giá mềm một chút xíu thì các bạn có thể chọn bé này cũng rất là dễ thương luôn. Đó, mập, mập ú nu, ú nần. Giá 4 triệu rưỡi các bạn ha. Thì bé đã chích ngừa một mũi rồi các bạn nha. Ăn uống thì thôi khỏi phải bàn rồi, ăn uống là rất là giỏi rồi. Ăn cơm được, ăn hạt được luôn rồi nha. Là chó nó cứng cáp rồi các bạn. Còn mấy bé chó nhỏ ngày là nó chỉ ăn cháo được thôi, nó chưa có ăn được cơm, ăn được hạt ha. Là ăn cơm ăn hạt luôn. Rồi, tiếp theo thì là đợt này thì sẽ có tặng gói bảo hành sức khỏe cho mấy bé ha, trong thời gian giãn cách. Nên là các bạn là hả, nhớ là các bạn mua, tuy là ở nhà mua nhưng mà các bạn cũng yên tâm về sức khỏe các bé ha. Rồi, mình nhắc lại một lần nữa là shop được 59.000 mấy trăm bạn thích trang rồi đó các bạn. Các bạn cố gắng được sâu, bạn nào mà chưa thích trang á, các bạn nhớ bấm nút like trang giùm mình nha. Để được 60.000 bạn thích trang để có một cái chương trình khuyến mãi dành tặng cho các bạn nha. Rồi. Được chưa các bạn? Em số 4. Để mình làm nhanh gọn lẹ luôn đi ha. Em số 4, em được số 4. Đó, so với người mình thì nó cũng có bé bé, nó cũng baby lắm nha các bạn. Tại vì để sát màn hình thì các bạn nhìn thấy to lớn rồi đó. Đó, cũng hai tay màu nâu nè. Mặt cũng dễ thương lắm nè. Rồi, 4 triệu rưỡi thôi nha. Em này 4 triệu rưỡi. Bạn nào mà thích đó thì các bạn gọi điện đến số điện thoại cửa hàng hoặc là để lại số điện thoại để mình chốt đơn cho các bạn nha. À, đặt shipper ship qua. Ơi, em cuối cùng lên anh ơi. Thôi. Các bạn chơi mini game các bạn nhớ là chia sẻ live stream rồi sau đó để lại ba số điện thoại cuối nha các bạn nha. Rất là đơn giản luôn. Rồi, người đẹp cuối cùng. Đây, người mẫu cuối cùng các bạn ơi. Để lên cái này đi. Cho đứng. Đó. Cho nó cao ráo một chút xíu cho các bạn dễ nhìn. Đó. Rồi, người mẫu số 5 các bạn ơi, chào đón bé một tràng thả tim đi các bạn. Thôi. Đó, thì nói chung là hôm nay là like chó nè, rồi chút xíu nữa là like bọ cho các bạn xem nha, bọ ú nha. À, bữa giờ cũng lâu rồi mấy live stream rồi chưa có like bọ ú ha. Bây giờ mình sẽ like bọ ú cho các bạn xem. Ừ, gì vậy? Mắc cỡ hả? Quay nè, con nhìn con ở trong đó kìa. Rồi, cảm ơn các bạn thả tim nha. Con nhìn con trong đó kìa. Rồi. Rồi, em này giá cũng chỉ có 4 triệu rưỡi thôi các bạn nha. Vậy là mình có hai em giá 4 triệu rưỡi, hai em 5 triệu rưỡi và một em 6 triệu các bạn nha. Thì có nhiều nấc giá cho các bạn lựa chọn và em nào cũng đã được chích ngừa một mũi rồi. Và các bạn mua những cái em này thì hả, ship trong nội thành là được miễn phí ship, tại vì đơn hàng trên 2 triệu rưỡi thì bên shop là miễn phí ship trong nội thành các bạn nha. À, nhìn kỹ chưa các bạn, nhìn kỹ chưa, mình cho xuống luôn nè. Tội mấy người mẫu ra sau lắm, ra sau được có chút xíu là đi xuống, còn ai mà ra đầu tiên á ngồi hoài không chịu xuống. Để hết giờ các bạn, hết giờ tranh thủ làm cho nó lẹ. Rồi. Đây. Tên tên tên. Đó. Dú con mắt con ra, cho con mắt con nó rõ ràng ra cho mấy anh chị coi nha. Đó. À, mình tỉa cái lông mắt bớt cho nó sẽ nó to, nó tròn mắt ra, nó đỡ có vướng mắt bé. Còn các bạn muốn mà nó khi mà ăn uống nó sạch sẽ các bạn, tại vì được bộ đồ nó khóa giọt nước lắm các bạn hả, sẽ lấy tông đơ các bạn cạo đi cái phần lông miệng này nè. Bên shop mình là có bán bộ kéo mà chuyên để cắt tỉa lông cho bộ đồ các bạn đó, có 250 một bộ thôi, 5-6 món rồi các bạn đó. Các bạn mua cái bộ đó về các bạn cắt tỉa lông cho mấy em nha. Đó, rồi chai này xuống nha. Các bạn ơi, thì bên nhà mình đó các bạn,
ngoài việc bán chó ra, bán thú cưng ra thì bán đồ dùng rất là đầy đủ luôn nha. Đó, các bạn mua thì các bạn cứ liên hệ bên mình tư vấn đồ dùng, tại vì nó có rất là nhiều loại, nhiều nốt giá, thì các bạn để lại số điện thoại để mình tư vấn ha. Đó, thì các bạn không cần phải đi kiếm ở đâu xa nữa hết ha. Rồi, bây giờ qua cái loài thú cưng thứ hai ha, đó là bọ ú. Đây, giờ để lên cho nó nhìn nó sáng cho các bạn. Nhìn cho em nó sáng hơn đây. Ở đây chị lấy cái khăn khác đi. Trời các bạn ơi, ôi, mới về cái mẫu nhà này nè, các bạn thấy xinh cực kỳ không? Đó, cái mẫu nhà này là mẫu nhà, con này là con gì ta, kỳ lân đó các bạn. Kỳ lân á, đó. Đó, nó có cái sừng này các bạn nè. Ở đây là có một cái bờm bảy sắc màu nè. Ôi, này là bọ ở là hết sảy luôn á các bạn ơi. Rồi, cho em bọ này vô đây thử nha. Chui vô con. Trời ơi, khôn quá, chui vô liền các bạn. Đẹp quá mà, cưng gì đâu luôn á. Rồi, cái này là nhà ngủ cho bọ ú, cho sóc rồi này kia các bạn nha. Rồi, đây các bạn ơi. Ra đi con. Ra. Rồi, bây giờ là tới. Trời ơi các bạn ơi, nhà chăn êm nệm ấm quá, không có muốn ra. Cái này á, là cái nhà này nó size M các bạn. Cái này size M thì nó cũng bằng cái size mình đang chiếu cho các bạn xem nè. Thì nó có như vậy nè. Đợi cho ảnh ra đi, ảnh hồn nó tránh đã một xíu đi. Rồi mình bắt ra cho các bạn xem. Nó có một cái nhà, một cái thảm đó các bạn. Một cái nệm đó các bạn, nệm bằng lông nè. Cũng rất là dày các bạn nha, đó rất là êm. Đó, cái này mẫu hàng xịn các bạn, rất là đẹp, rất là êm luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Mẫu này mẫu mới về các bạn. Nhà nói chung nhà cho bọ lên này kia nó nhiều kiểu lắm, nhưng mà tại mẫu này mẫu mới thì mình giới thiệu cho các bạn ha. Mẫu này chưa có đăng lên, lên. Bạn nào muốn mua thì các bạn đặt hàng mình nha. Dễ thương ha. Đợi một xíu nha. Các bạn ơi, vẫn còn thời gian á các bạn nào mà muốn tham gia mini game thì hôm nay á mini game á là được tặng em Hunter Beer trị giá 150.000. Bạn nào mà muốn tham gia mini game thì các bạn chỉ cần là để lại ba số điện thoại thôi ha, chia sẻ livestream và để lại ba số điện thoại thôi thì có cơ hội nhận được một em Hunter Beer trị giá 150.000. Thì bạn nào ở trong Sài Gòn á thì là nói chung là sẽ ship các bạn nha, ship qua cho các bạn được. Trời ơi, giờ các bạn thấy cưng ghê chưa? Đó, những người mẫu bọ này siêu hot ra này các bạn nè. Các bạn đợi một xíu nha. Rồi các bạn, em này là quá đẹp luôn các bạn ơi. Abi này dạng abi lông dài đúng không anh? Không, abi thôi. Cái gì anh? Abi. Rồi các bạn đợi mình một xíu nha. Đó, cho hai em này lên cho các bạn ngắm hai em cùng lúc luôn đi ha. Ôi đẹp chưa? Cưng xỉu luôn các bạn ơi. Tại vì bọ nó nhiều giá quá bạn. Giá bọ bên mình á thì giá từ 300 cho đến 3 triệu một bé ha. Thì hả? Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều loại luôn. Thì màu này thì 650 nha các bạn nè. Đó. Còn cái bạn này là giá 850 các bạn nha. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, Abi. Abi mà màu mà Abi thường nó sẽ là hai màu. Nói chung là hai màu là chính. Ba màu thì cũng ba màu cũng có, nhưng ba màu thì nó sẽ không có đẹp bằng hai màu ha. Còn riêng đối với mấy em mà một màu như thế này rất là hiếm các bạn nha. Mà em này các bạn coi nè. Đó, Abi màu nâu đỏ rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 650.000 thôi. Còn đặc biệt em này các bạn. Này hàng cực phẩm các bạn nha. Màu xám khói. Đó. Đợt này á các bạn, đợt này thì shop nó cũng nói chung là cũng hết thỏ các bạn, chỉ còn lại một số em thỏ Hà Lan màu đen thôi, chứ lại màu
nấm mèo thôi. Nên là bạn nào mà thích nuôi thỏ thì các bạn có thể là chuyển qua, các bạn nuôi bọ như thế này cũng được. Bọ với thỏ là ăn uống giống nhau, có thể ở chung được. Ví dụ như các bạn nuôi bọ rồi ít bữa các bạn nuôi thêm thỏ cũng được nha. Khách của mình là nuôi chung cũng rất là nhiều rồi, nhiều bạn nuôi chung rất là nghe các bạn nha. Thì nói chung là sinh sống cũng hòa thuận lắm nên các bạn yên tâm, hai dòng này nuôi chung với nhau được. Và đặc biệt á, bọ các bạn thì mỗi lần mà các bạn đi về các bạn, cái bé mà gặp các bạn cái bé mừng lắm. Cái bé kêu giống như là chó kêu đó, nó không có ồn như vậy nhưng mà nó kêu cái tiếng mà chỉ như rít rít lên một chút xíu á, mình nghe rất là dễ thương nha. Đó, rất là cưng các bạn. Đó các bạn thấy không? Em này là gọi là dáng người mẫu cực chuẩn luôn. Đó các bạn, trời ơi, Shopee nhắn. Đó các bạn coi nè. Các bạn thấy không? Đó, người mẫu ngồi nha các bạn nha. Tướng rất là đẹp luôn. Đó, mặt cực kỳ xinh. Quay quay coi. Đó hai, nó giống như một con sư tử xám, một con sói xám gì đó hả? Sư tử đi ha, sư tử chắc nó đẹp hơn á. Sói nó hơi ốm ốm. Đó mặt em này cực kỳ đẹp. Giá có 850 thôi nha. Thì bọ bên mình nhắc lại là giá từ 300, 500, 700 đến 3 triệu một bé. Còn bạn nào thích á thì các bạn mua luôn một cặp gì nè. Màu rất là độc các bạn nha. Màu này hiếm các bạn. Đa số Abi là chỉ từ màu hai màu là chính, còn hai em này là hả? Một màu, full một màu ha. Đó thì các bạn chờ mình nha. Đó thì hôm nay mình sẽ livestream về bọ thì đủ các loại bọ, đủ các loại giá nên các bạn ngồi chờ mình nha. Đó, nhiều em nhiều mất giá. Ôi ơi, hai người mẫu này đẹp quá. Con xuống xuống một xíu cho bạn nó lên. Đó. Em màu vàng 650 nha. Em màu xám giá là 850. Thôi. Ủa em màu vàng cái. Em màu xám là em trai. Rồi. Em này gái, em này trai các bạn nha. Các bạn có thể là mua một cặp này luôn cũng được các bạn nha. Hai em này là khác huyết hoàn toàn ha. Rồi cho hai em này xuống đi, em khác lên các bạn ơi. Quá đẹp đúng không cả nhà? Rất là đẹp luôn các bạn. Thấy em dễ thương các bạn thả tim giùm mình nha. Đang đọc bình luận các bạn. Tại vì mới nãy like mình gửi cái bình luận đi. Rồi. Em một mỹ con trai thôi. Em một mỹ con gái. Rồi đây các bạn ơi, mình có một cặp. Một cặp bọ mỹ này. Đó. Đây, màu trắng mắt đỏ các bạn nha. Đó. Gì lên đây buồn ngủ, ngủ vậy hả? Ở dưới ngủ chưa đã hả? Sao lên đây buồn ngủ? Màu lông à. Mấy em này có màu lông satin nha các bạn nha. Có ánh kim nữa nha các bạn nha. Đó, thì tại vì trên livestream có thể là các vậy, làm gì mà buồn ngủ vậy hả? Trên livestream á thì các bạn có thể là nhìn, các bạn không có thấy được cái độ ánh kim của nó. Nhưng mà ở ngoài là mình sẽ thấy là lông kiểu như lông ánh kim các bạn nha. Đó, lông ánh kim, lông ánh lên. Cả hai bé đều có tố chất ánh kim hết. Bé này thì ánh kim nhiều hơn. Bé bên này của mình là bé con trai. Bé bên này của mình là bé con gái. Thì giá hai em này bao nhiêu anh ơi? Ôi. Đó, các bạn nhìn một chút xíu đi nha. Mình sẽ báo giá cho các bạn nha. Hai em này, hai em bò Mỹ. Một em trai, một em gái. Này cà rốt. Cà rốt sấy khô các bạn, có 35.000 một hũ nè. Các bạn, mấy bé này nó đang ăn là hả? Cám, cỏ khô. Các bạn có thể cho thêm cà rốt cho các bé ăn nha. Sao buồn ngủ quá, ăn không? Thôi. Gì mà làm gì mà lên livestream mà buồn ngủ gì vậy? Thôi. À, rất là thơm luôn á. Ngửi mùi đi con. Thì ở đây bé đực trắng này là giá 1.500.000 các bạn nha. Bé bọ Mỹ này. Rồi. Bé này bé cái trắng giá 1.800.000 các bạn nha. Đó thì bây giờ tới dòng bọ Mỹ là tới dòng cao cấp rồi đó các bạn. Đó. Nói chung là từ từ giới thiệu hết tất cả các bé bọ hiện tại đây luôn. Nên là các bạn cứ đón xem, các bạn nào thích nấp giá nào là có sẽ có đủ loại đủ giá hết cho các bạn lựa chọn nha. Rồi, nhìn ngắm đủ chưa các bạn? Ok chưa? Đó, các bạn nuôi càng
bò Mỹ các bạn, đặc biệt là các bạn càng nuôi á nó sẽ càng đẹp các bạn nha. Càng nuôi hai lỗ tai nó sẽ càng cụp xuống này các bạn, người nó to nó mập ra thì các bạn sẽ nhìn nó rất là đáng yêu ha. Đó, hai bé này. Một bé 1,5 triệu, bé này nha các bạn nha. Bé này 1,8 triệu. Hai bé này đều có màu ánh kim trên người hết các bạn nha. Rất là đẹp luôn. Đó. Thích màu trắng tinh. Rồi các bạn nó hiền ghê chưa các bạn. Ôi giống như hai con heo á các bạn ơi. Ôi thấy thương quá. Gãi cho một chút xíu. Ôi thấy cưng các bạn ha. Các bạn thả tim cho em đi các bạn. Các bạn nếu mà các bạn thấy em dễ thương thì hả? Các bạn thả tim cho em đi. Thiệt ra là mấy bé bọ này nó hiền lắm nha chị Thu Hồng ơi. Cái này hả, ví dụ như muốn bé này nó rất là dễ thôi, đâu gì đâu, nó đâu có cắn đâu. Đó các bạn coi nè, trời ơi ngoan cực kỳ, ngồi im ngoan. Bé bình thường nha, con này nó không có gai góc gì hết đó, mình ôm vuốt ve bình thường. Chỉ có điều mấy móng của mấy em thì nó hơi nhọn một chút xíu, thì mình về mình lấy cái đồ bấm á các bạn. Ở bên shop cũng bán đồ bấm luôn, cung cắt kìm cắt móng cho thú luôn. Thì có loại 35, có loại 50 ngàn, các bạn mua về á nó chuyên dụng các bạn. Cái đồ chỗ phần cắt của nó cong, nó cong thì hình cắt móng các bạn dễ cắt hơn. Thì hả các bạn cắt cho bé đó. Rồi một cặp. Ôi cưng xỉu luôn các bạn cả nhà ơi. Đây thì cái này thì hả con thỏ thì mới cần là tiêm xuất huyết bại huyết, tại vì cái bệnh nó hay gặp trên thỏ, còn bọ thì không cần nha các bạn nha. Bọ thì hả các bạn nuôi các bạn chỉ cho ăn là cám cỏ với lại men tiêu hóa, bên shop có bán đầy đủ hết. Với lại khi mà các bạn mua hàng bên shop thì bên shop sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn đầy đủ, nên các bạn yên tâm. Đặc biệt là ship hàng là sẽ gọi điện tư vấn cho các bạn nha, các bạn yên tâm. Các bạn ơi, thực ra là các bạn nhiều khi mình con bọ nó nhát rồi, mình thấy nhiều bạn còn nhát nhát hơn nữa. Nhiều khi các bạn thấy con bọ nó giật mình là các bạn cũng giật mình theo. Các bạn phải dạng một chút xíu nha. Đó nè, các bạn thấy bé bọ nào không? Mình rờ mình vuốt cũng được hết đó. Thật ra là tụi nó cũng ngoan lắm các bạn, nó cũng dễ thân lắm. Các bạn cũng đừng làm cho nó cảm thấy nó sợ quá thôi, chứ các bạn cứ vuốt ve bình thường. Nè các bạn coi mình bắt lên nè, đó các bạn không, bắt lên thì nó sẽ hơi dậy một chút xíu, không có gì đâu. Các bạn cứ hả vuốt ve nó từ từ cho nó quen, rồi các bạn hãy bắt lên sau ha. Rồi hai bé bọ mê màu trắng rồi nha. Rồi tiếp tục anh ơi, hũ cà rốt này cực kỳ thơm, mở ra mà thấy mùi rất là thơm luôn các bạn. Mấy bé nó thích ăn lắm nha. Các bạn hả trộn vô với lại cám với cỏ cho mấy bé ăn thêm, có nhiều dinh dưỡng. Đây cả nhà ơi, đây là hai bé bọ Linh Ca. Linh Ca gì ta, Linh Ca con trai đúng không ta, để coi lại coi. Gái các bạn ơi. Hai bé bọ Linh Ca con gái. Rồi đây mình giới thiệu, rất là nhiều bạn hỏi mình là bọ lông cừu, bọ tách xeo các bạn. Bọ lông cừu, bọ tách xeo thì đây là một cái dạng cũng là lông cừu các bạn nha. Nhưng mà lông cừu của tách xeo thì nó không có xoáy, còn lông cừu mà gọi là Linh Ca thì là nó sẽ có xoáy trên người nữa, nên mình gọi là nó là Linh Ca. Thì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà nó có thêm xoáy thôi các bạn ha, chứ không có khác gì hết. Thì những con lông cừu á thì là các bạn thấy là lúc nhỏ thì lông nó hơi xoắn xoắn vô, nhưng mà lớn lên á cái lông nó sẽ giống như này các bạn nè. Lớn một chút á, giống như là đừng có, cái này là cũng khoảng độ tuổi cỡ tầm mấy em này, cỡ tầm 1 tháng, cỡ tầm 2 tháng các bạn. Mấy em này cỡ tầm 2 tháng. Đó thì các bạn thấy lông nó như này. Đây là dạng lông cừu các bạn nha, lông nó xoăn 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 xoăn. Các bạn mà muốn ấy thì các bạn bữa sau các bạn có thể cạo đến ra lớp lông mới, nó xoăn hơn nữa. Đó, cũng giống như chó mua đồ vậy đó các bạn. Đây mình có hai em gái. Hai em gái đi nha. Rồi. Bọ Luân Ca. Em này giá là 400 ngàn một em các bạn nha. Em này là hai em gái, giá 400 ngàn một em thôi. Đó. Bé này cũng đẹp lắm các bạn. Em này chắc là phải để cái nền mình nền màu đen á ha. Nền màu đen lên cho các bạn dễ xem. Các bạn đợi mình một xíu nha. Đó. Nó dễ thương các bạn. Nói chung á là hả bọ thì nó có nhiều nốt giá đúng không? Nãy giờ là mình giới thiệu cho các bạn là những em là lúc đầu là 650, 850 rồi. Rồi những em 1 triệu mấy rồi. Còn đây là em giá 400 thôi các bạn. Đó em cái này giá có 400 thôi. Đó.
lông nó lông xăng xăng. Trên livestream thì mình sẽ hơi khó thấy nha, ở ngoài thì mình sẽ thấy nó xăng dễ hơn, nó có một cái vẻ đẹp rất là cũng rất là đáng yêu đó. Bạn nào thích lông cừu, lông xăng này kia các bạn chọn em này nha. Bạn nào thích lông cừu, lông xăng, em này em gái giá 400 nha. Đó, giá mềm các bạn dễ chơi nè. Đó, bạn nào mới tập chơi hai mặt, mặt hai màu nha các bạn nha. Đó. Rồi, bạn nào thích em nào thì các bạn có thể là nhắn tin cho shop hoặc là các bạn để lại số điện thoại để shop ship hàng cho các bạn nha. Thì các bạn coi kỹ chưa? Coi kỹ chưa, mình cho em nó vào nha. Em này khoảng cỡ tầm 2 tháng thôi các bạn ha. Cỡ tầm 2 tháng. Rất là khỏe rồi. Rồi, cho em xuống. Em này nữa. Rồi. Nhìn kỹ luôn rồi mình cho xuống luôn nha. Rồi cũng 400 luôn nha. Đó. Cừu này các bạn thấy cừu không? Đó. Rồi. Em này. Đây các bạn ơi. Đây là một em cừu đực phải không anh? Đúng rồi, cừu đực. Cừu đực. Đây là con cừu đực màu trắng, mắt đỏ ha, lông dài các bạn nha. Các bạn nhìn trên livestream với thôi chứ thật ra là ngủ nữa, sao mấy anh này lên livestream mà cứ hay toàn đi ngủ không? Thức dậy, thức dậy. Buổi tối buồn ngủ hả? Đang ngủ trong chuồng đúng không? Bị bắt ra đúng không? Rồi, em này đang còn say ke. Đó, còn quá buồn ngủ đi cả nhà ơi. Các bạn thấy không? Tụi nó thương khoái làm người mẫu lắm bạn, ngồi im vậy nè. Đó, vuốt ve, vuốt ve. Đó, giống một con chó con á. Thì em này lông cừu, cừu lông dài các bạn ha, Linh Ca lông dài. Thì giá em này là 550 thôi các bạn nha. Đó. À, đăng cái bản con như vậy hả? Các bạn ơi. Ủa phải phải, này là em này giá đang khuyến mãi các bạn. Rồi mình báo giá 550 nhưng mà thật ra là anh Kim đang khuyến mãi còn có 250 thôi các bạn. Trời ơi, em lông cừu trưởng thành rồi các bạn nha. Em này là lớn rồi đó các bạn. Đó. Các bạn nào mà thích giá rẻ nè. Nhiều bạn hỏi mình là họ có bọ Việt Nam không nè. Thôi các bạn nuôi bọ Việt Nam chi. Nhìn không có đặc biệt, các bạn nuôi những cái bé đi. Nhìn như đặc biệt có 250 thôi. Đang khuyến mãi giá chỉ có 250.000 thôi. Đó. 250.000 là có thể rước rước tràn về Vinh rồi các bạn ơi. Đó, bạn nào mà thích là chốt liền nha. Đó, hàng rẻ ít có. Rồi, đang khuyến mãi. Ngủ hoài, thức dậy đi. Trời ơi, đang ngủ mà tôi bắt ra hay sao mà ngủ hoài vậy hả? Rồi, đừng có ngủ nữa nha con. Lên đây ngồi chút xíu mà làm gì ngủ hoài. Đó, rất là ngoan các bạn. Có 250 à. Mua về nuôi chơi cho vui các bạn. Nuôi bầu bạn ha. Rồi, lông cừu 250 nha. Cừu đực, cừu hoàng tử 250, bạch mã hoàng tử 250 thôi các bạn. Đang sale còn 250. Rồi, bạn nào thích chốt em này liền nha. Ôi, ôi nãy giờ chứ chị Thanh Xuân gì chị có để lại số điện thoại không anh hè? Anh có thấy không? Nếu thấy thì đưa cho bác. Rồi. Rồi, bữa giờ là nhiều nhiều bạn hỏi mình nè, Peru ha. Hai con Peru luôn không? Rồi, bữa giờ nhiều bạn hỏi mình dòng lông dài nè. Bây giờ, các bạn thấy không? Thì bọ lông dài đặc biệt á, là càng lớn sẽ càng đẹp. Khi mà các bạn thấy là cái nhỏ nhỏ của em bé, các bạn thấy là không biết là nó có lông có dài không? Này kia, nhưng mà tại vì bên shop á, thì là nuôi thì shop sẽ biết là cái nào là mình cho phối ra. Những cái em nào là nó thuộc gen lông dài thì shop sẽ nói với các bạn nên các bạn yên tâm ha. Thì đây, Peru. Peru nó có điều rất là đặc biệt nha các bạn nha. Abi nó xoáy, nhưng mà hả nó xoáy lại hả nó xoáy lung tung trên người hết. Còn Peru nó chỉ có hai cái xoáy phần cái mông này các bạn nè. Đó, và lông nó sẽ đẩy ngược lên trên hết. Đẩy ngược lên trên hết. Nhìn nó rất là lạ. Đó, bình thường lông ta xuôi xuống không? Anh này lông ngược lên hết các bạn. Đó. Em này quá đẹp, rất xuất sắc. Hàng này là hàng siêu phẩm các bạn nha. Hai Peru này là hàng siêu phẩm các bạn. Cái thảm làm rớt cho em mượn cái thảm màu trắng lại á. Các bạn đợi mình xíu mình lấy cái thảm màu trắng lên á, các bạn nhìn nó sẽ rõ ràng hơn nha. Mình có hai em Peru này rất là đẹp luôn. Nhiều con các bạn, mình phải phải coi giá lại mình mới biết giá của mỗi con các bạn.
Hai em này chưa có bảng giá, chưa có làm bảng giá luôn. Hai em này đẹp quá, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi đây, để lên cái nền khác màu các bạn dễ nhìn ha. Đó các bạn thấy không, rất là hiền, rất là ngoan này các bạn thấy không. Tóc nó mọc ngược này các bạn. Đó, tóc mọc ngược nha. Bạn nào mà hỏi mình lông dài nha, lông dài. Mà màu này rất là lạ các bạn, màu này hiếm nha các bạn nha. Màu này cực kỳ lạ chứ không phải là màu thường các bạn. Rồi để mình coi thử em này em trai em gái các bạn. Em này em gái. À rồi hai này là một cặp, một trai một gái các bạn nha. Em một em là Peru, em này gì nữa ta? Peru nhưng mà nó loại em này cũng là Peru luôn nhưng mà nó có thêm một cái sấy bên hông, nó có lỗi một cái sấy bên hông dư sấy. Rồi các bạn ơi, nó đẹp quá các bạn ơi, con này lông cực kỳ dài luôn các bạn. Mà nó còn pha thêm màu trắng nữa nè. Thôi con này xuống, cho bé này xuống, cho người mẫu này lên. Hỏi các bạn coi nè. Trời ơi, giống như một con sư tử. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Con này đẹp quá các bạn. Trời ơi, mê luôn á. Đang live stream mà nhìn thấy màu này là mê luôn á các bạn. Trời ơi, đẹp quá cả nhà. Nó có mấy màu? Màu vàng, màu nâu, màu vàng lợp, màu trắng. Bốn màu luôn á các bạn. Coi lại, sao lại cái nha coi. Trời ơi, bé này đẹp quá các bạn ơi. Quá đẹp, quá xuất sắc nha. Thôi. Các bạn thấy được không các bạn? Quá đẹp luôn. Giá nhiêu anh? Đẹp quá anh. Anh Kiên không biết báo giá nhiêu các bạn, tại thấy đẹp quá các bạn ơi. Rồi, bé trai này lông dài, sư tử dài này. Rồi, giá như ta. Rồi giá 950 các bạn nha. Rồi, rồi giờ cho các bạn xem lại một lần nữa. Bạn nào thích thì chốt bé này nha. Rất là đẹp luôn. Này bên mình đã nói với bạn rồi, mấy con lông dài là nó sẽ càng lớn càng đẹp. Mà con này rất là đặc biệt luôn. Thì giá là 950 ha. Trời ơi, sao nó đẹp quá gì. Mê quá. Em này con gái. Em này em gái các bạn. Rồi. Rồi Peru cái này giá cũng đồng giá luôn các bạn nha. Rồi hai em này bằng giá nhau, giá 950 luôn nha. Quá đẹp, quá mê luôn. Rồi tiếp tục anh ơi, cho bé khác lên nha. Được chưa cả nhà, các bạn thấy hết rồi ha. Các bạn bấm thả tim cho hai em này đi, rất là đẹp luôn. Các bạn bấm thả tim cho em này đi. Nói chung là mấy bé lông dài á, mà mấy cái hàng siêu phẩm như vậy á, thì giá nó sẽ tầm là từ 850 đến 1 triệu rưỡi một bé ha. Thì nói chung là mình bán cho các bạn hai bé này thì giá 950, thì nói chung là bán giá mềm mềm cho các bạn dễ mua mùa dịch thôi ha. Đó, thì thường lông dài bên mình sẽ có giá là từ 850 đến 1 triệu rưỡi một bé. Rồi, cho hai cục cưng này xuống. Bỏ hết rồi đó hả? Nói chung là ở bên shop thì có những cái bé bỏ giá rẻ hơn nữa các bạn nha. Có những em là giá 300. Có em hồi bữa mình có cái em, hình như có cái em nào đó 200, 250 gì nữa đó các bạn. Thì các bạn muốn xem với em đó thì mình cũng có đăng hình lên trên đó các bạn. Đó các bạn có thể chọn những cái em đó ha. Giá 300, 350 gì đó. Giờ coi sóc bay út trước đi ha. Nếu còn thời gian thì mình cho các bạn xem, còn không thì hả bữa sau. Rồi sóc bay út đây các bạn ơi.
Hiện tại thì shop mình còn là shop đất với shop vải Úc các bạn nha. Shop đất thì 390.000 một bé. Shop vải Úc thì 1.500.000 đến 1.600.000, còn mấy bé 1.500.000 đến 1.600.000. Trời ơi, ra đi con, ra một bé đi nha chị. Các bạn nghe tiếng kêu không? Đó. Shop mình nói chung á lại hả, shop vải Úc thì cái tiếng kêu như vậy là bình thường các bạn nha. Đây. Đó thì nói chung cái tiếng kêu vậy đó, nhưng mà các bạn cũng đừng có lo lắng, cũng đừng sợ gì hết á. Tại vì cái tiếng kêu đó là đặc trưng thôi các bạn. Mới đầu về các bé nó chưa quen các bạn, nó sẽ kêu cái tiếng kêu đó là rất bình thường. Thì bình thường là mình cũng không có chăm sóc mấy bé đâu. Bình thường là có các bạn khác để chăm sóc. Thì trên livestream là mình đem ra mình đút sữa cho mấy bé nè. Đó các bạn thấy không? Là lúc mới đem về những ngày đầu thì các bạn sẽ đút sữa cho mấy bé nó quen các bạn hả? Rồi mấy ngày sau thì các bạn sẽ bắt đầu cho ăn ha. Đó, nói chung là mình sẽ tập từ 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 cho mấy bé nó dạng mình đó các bạn. Cỡ này là biết ăn rồi các bạn nha, ăn cũng giỏi rồi, uống sữa cũng giỏi rồi, nên rất là dễ nuôi các bạn ơi. Khi mà các bạn mua thì bên mình sẽ hướng dẫn là nuôi như thế nào kỹ lưỡng hơn cho các bạn. Đây các bạn. Các bạn thấy không? Rất là ngoan, rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn thấy con sóc bay thì nó kêu kêu một chút xíu, nhưng các bạn cứ bình tĩnh, các bạn cứ ôm nhẹ nhàng. Chứ các bạn đừng có thấy là ồ tiếng kêu vậy các bạn sợ quá, các bạn không dám đụng vô luôn. Hoặc là các bạn mới mấy ngày đầu về á, những ngày đầu về mà các bạn cứ một hai các bạn đè nó ra, dí bắt cho bằng được các bạn, làm tâm lý nó cũng bị sợ nha. Tại vì ở đây các bạn, mấy bé này nó ở đông á, nó quen. Còn ví dụ về nhà các bạn á, đi một quãng đường xa rồi mà về có một mình á, thì nó sẽ hơi nhát hơn các bạn nha. Đó nên là không có gì hết, các bạn cứ vuốt ve nhẹ nhàng từ từ với mấy em này nè. Ủ trong cái tay này các bạn nè. Các bạn ủ vô nè. Từ từ là nó quen cái hơi tay của các bạn, là nó thân với các bạn nha. Các bạn thấy không? Sóc bài Úc nè. 1.500.000 đến 1.600.000 một bé. Hiện đang còn mấy bé giá từ 1.500.000 đến 1.600.000 các bạn nha. Rồi, uống nữa không con? Rồi, cho em này vô các bạn nha. Nói chung là nó sẽ hơi sợ ánh sáng một chút xíu, kiểu như là nó sợ ánh sáng đó các bạn. Nên là các bạn nuôi đó, các bạn coi có những cái nhà ngủ như thế này nè các bạn nè. Đó, để cho mấy bé nó chui vô các bạn. Bé chui vô nó nằm đó. Đó các bạn thấy không? Nó không có bị là ánh sáng làm phiền đó các bạn. Nói chung là livestream các bạn cũng live nhanh thôi, là để cho các em nó vô nó nghỉ ngơi. Đó, bắt bé khác ra. Các bé khác ra uống sữa cho các bạn xem nha. Đó nên là nhiều khi các bạn ở nhà mùa dịch này nè, không biết làm gì, cứ sáng ra ăn sáng rồi trưa ăn trưa rồi chiều ăn chiều rồi đi ngủ không nè. Mình nuôi một con nè các bạn nè, đỡ gọi là giết thời gian các bạn. Đỡ buồn các bạn, thật sự các bạn nuôi thú cưng đó các bạn giảm stress rất là nhiều nha. Các bạn đỡ cảm thấy là mệt mỏi, thời gian nó trôi qua nó có ý nghĩa các bạn nha. Làm một cái người bạn mà hả bầu bạn với mình đó, các bạn không có cảm thấy buồn. Còn nhiều khi ở nhà mà quanh quẩn với mấy bức tường hoài, coi điện thoại hoài, các bạn cũng rất là mệt mỏi các bạn. Các bạn nuôi mấy em này nó có tình cảm lắm các bạn. Sóc bay Úc nó cũng rất là thân thiện với người các bạn nha, rất thân thiện lắm các bạn. Nó là dễ ôm dễ bế lắm á, tại vì nó không có quá nhanh. Sóc đất thì nó hơi nhanh hơn. Sóc đất thì hả ra ngoài bắt buộc là phải có sợi dây xích vô, tại vì nó lỡ mà nó chạy xuống thì hơi khó bắt. Sóc bay Úc thì dễ bắt hơn, tại vì nó cũng chậm hơn các bạn, tốc độ chậm hơn. Nhưng mà đặc biệt là sóc bay Úc á, gọi là sóc bay mà các bạn, thì nó có cái màn á, cái màn ở dưới cánh này các bạn thấy không? Đó, mình banh ra các bạn thấy không? Đó, có cái lớp màn nè. Đó, thì nó có thể là di chuyển giống như là con chim nó bay. Đây, anh này chắc chuẩn bị bay rồi. Bay đi, bay qua đi chứ đừng có. Các bạn thấy không? Đó, nãy nhìn lúc mà mình mới đem cái lồng ra các bạn nghe cái tiếng kêu tiếng khè rất là nhiều không đó, nhưng mà cái bé là rất là dạng này các bạn. Đó, mình bán cái size cỡ này là vẫn là baby các bạn nha, vẫn là baby, nhưng mà hàng này là ăn giỏi uống sữa giỏi rồi, các bạn nuôi rất là dễ đó các bạn nè. Các bạn coi nè, rất là ngoan luôn các bạn thấy không, rất là ngoan đó. Đó các bạn ôm trong lòng bàn tay như thế này nè. Con nào các bạn mới đem về các bạn bắt ra nó cũng khè, nó cũng kêu hết đó. Đó là chuyện rất là bình thường của sóc bay Úc.
lỡ đi. Thấy anh ấy đang nằm võng rồi các bạn không? Đó. Các bạn thấy nè. Ra rồi đó, mới nằm võng ra đó các bạn. Cái này bộ combo rừng xanh rất là đẹp các bạn thấy không? Có cái võng nè, có cái ống nhà trụ, cái ống gỗ nè, rồi có cái dây thừng nè các bạn thấy không? Rồi có cái bánh xe nữa các bạn. À các bạn ơi, thì đợt này là có ship hàng bình thường hết nha. À, nói chung là đợt này thì mình cửa hàng ở tại cửa hàng thì tạm thời là đóng cửa đó các bạn. Nhưng mà bạn nào đặt hàng thì bên mình có ship hàng nha. Đó, hôm nay mình livestream để giới thiệu những bé thú cưng. Rồi bạn nào đặt hàng thì có thể đặt qua qua mạng để mình ship nha. Thì đây là nói chung những cái em thực tế shop. Rồi trước khi giao là mình sẽ quay phim lại cho các bạn hết. Ok hết rồi mình mới giao cho các bạn nên các bạn yên tâm nha. À, hàng thì nó sẽ giống y chang vậy chứ không có phải là hả hình một nơi mà hàng một nẻo các bạn nha. Đó là điều chắc chắn của mình. Rồi cái thứ hai nữa là các bạn mà mua chó thì đợt này là chó là có tặng kèm có bảo hành sức khỏe nên các bạn yên tâm ha. Rồi trong quá trình các bạn nuôi hoặc là gì đó thì các bạn có thắc mắc gì đó thì bên mình là điều hướng dẫn cho các bạn hết nên các bạn yên tâm nha, tư vấn kỹ lưỡng cho các bạn hết. Ship tỉnh thì nói chung là đợt này miền Tây thì còn dễ ship chứ còn mấy cái tỉnh khác đó là khó ship lắm các bạn nha. Ship tỉnh thì nói chung chỉ có ưu tiên những cái tỉnh miền Tây là dễ ship. Thì ship tỉnh thì thanh toán là chuyển khoản trước. Còn ship trong Sài Gòn thì có thể là cọc phí ship hoặc là thanh toán chuyển khoản gì đó thì tùy. Rồi những cái bé nào bên mình đang có chương trình như này các bạn, những cái đơn hàng trên 1,5 triệu các bạn thì là được giảm 50% phí ship nội thành. Còn đơn hàng nào mà hả giá trị là trên 2,5 triệu thì được miễn phí ship đó. Các bạn mua cặp sóc bay là miễn phí ship nè, trong nội thành các bạn nè. Đây các bạn thấy không, sóc bay như bé này báo giá cho các bạn. Như bé này á, là bé này con trai thì giá có 1,5 triệu thôi. Bé này con trai màu này giá có 1,5 triệu thôi. Nếu là con gái á, thì giá 1,6 triệu các bạn nha. Cảm ơn các bạn thả tim nha. Các bạn thấy không, rất là ngoan, rất là hiền thôi. Không có gì đâu các bạn, rất là dễ chơi. Sóc bay cực kỳ là mình thấy là rất là dễ thuần. Trong các loại sóc là sóc bay cực kỳ là dễ thân thiện với người các bạn. Rồi, cho mấy em sóc bay xuống nha các bạn nha. Để cho các bạn khác lên nha. Các bạn thú cưng khác lên. Rồi bây giờ là bên sóc mình là bán thú cưng rất là nhiều loại luôn các bạn. Giá sẽ từ là vài chục ngàn cho đến là vài triệu một bé. Thì nãy giờ là mình cũng giới thiệu nhiều loại lắm rồi. Bây giờ đến loại là rất là dễ chơi nè. Các bạn học sinh nè, các bạn baby ở nhà có thể chơi được nè. Đây là mấy em hamster các bạn. Mấy em hamster đó, mấy em hamster các bạn thấy không? Rất là nhốn nháo luôn. Và đặc biệt cái dòng này là dòng Winter White, là dòng thiền các bạn nha. Còn ví dụ như các bạn mà nuôi á, các bạn nuôi Campbell, Campbell các bạn, nó cũng giống giống như này các bạn nè. Nhưng mà giá của nó thì là hả rẻ hơn rất là nhiều. Đừng có, đừng có chui ra đây. Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. À, Campbell á các bạn, Campbell các bạn. Rồi, để vậy các bạn nhìn cũng được đi ha. Ngồi quá. Campbell các bạn, nhìn hình dáng thì cũng rất là giống Winter White. Nhưng mà giá thì rẻ hơn các bạn. Campbell thì giá chỉ từ là 55 đến 100 ngàn bé thôi. Nhưng cái dòng Campbell đó thì các bạn nuôi á thì nó cắn nha. Nói chung là nó bạn nào quen á thì vuốt ve, nói chung là người lớn thì nuôi vuốt ve được. À, biết cách nuôi, biết cách ấy thì cũng không có đến nỗi gì. Nhưng mà mấy em nhỏ thì chơi rất là dễ bị cắn, cắn dây máu các bạn nha. Tại vì nó dòng nó tự vệ cao các bạn. Còn dòng Winter White này giá thì nó cao hơn một chút xíu. Giá thì 80 đến 180 một bé. Nhưng mà nó rất là hiền các bạn ha. Thì để mình giới thiệu một số cái màu cho các bạn xem nha. Trời ơi, có cái nhà tắm con hà mã dễ thương quá. Đây các bạn, Winter White. Đây giờ mình giới thiệu mấy màu Winter White cho các bạn xem nha. Ngược tay quá. Rồi. Đây một em này là em trắng sọc trước. Các bạn thấy không? Em này em trắng sọc này các bạn. Rất là dễ thương luôn, trắng mắt đen nè. Nhiều bạn là sợ mắt đỏ thì em này có mắt đen là bé này nha. Màu mắt đen giá là 150. Em này là trắng sọc mắt đen giá 150 các bạn nha. Được chưa? Trắng sọc, sọc đen này các bạn thấy không? Rồi, em Winter White màu trà sữa mắt đỏ như thế này nè các bạn nè. Dòng này nó hiền,
các bạn ôm sao cũng được đó, nói chung mình nhẹ nhàng vậy đó thôi, chứ các bạn cũng đừng có bóp nó quá, nó cũng chịu không nổi đó. Em này Winterwhite màu trà sữa mắt đỏ giá 80 đó, bạn nào thích màu 80 thì Winterwhite trà sữa mắt đỏ giá 80 đó. Các bạn thấy không, cái em này á nó cũng gặm gặm tay mình các bạn nha, chứ không phải là không, nhưng mà nó không có phải là cắn thì chảy máu, còn cái Campbell á là nó cắn một cái là chảy máu các bạn nha. Đó, nên mình dòng gặm nhấm thì các bạn sẽ mua cho nó mấy cái đồ mài răng á các bạn, mấy dây đá mài răng á, mài răng cho mấy em đó. Bé này 80 thôi đó, mấy bạn ở nhà buồn quá nuôi hamster chơi, các bạn nuôi hai con bốn con gì đó, cái mẫu lồng này hả các bạn, cái mẫu này chưa phụ kiện thì giá có mẫu này chưa phụ kiện thì giá có 495 các bạn nha, là nó sẽ gồm cái lồng trong suốt này và cái mê cung ở phía sau luôn các bạn đó, gọi là lồng mê cung các bạn nha. Hồi bữa trước là mình đó là có một cái mẫu là mê cung gỗ trong cái livestream trước mình có cho các bạn xem, còn này là mê cung bằng alu đó các bạn thấy không, nên em đang chui lên mê cung rất là mê cái mê cung ở phía sau này các bạn. Còn những cái đồ trang trí thêm là mình sẽ trang trí thêm như là cái lồng này chưa có quay đúng không ạ, trang trí thêm cái quay nè, cái bình nước này, bỏ bình nước cái nhà ngủ cái bên là trang trí riêng, còn cái lồng này là có cái mẫu mica này các bạn, mẫu mica này cũng dễ thương lắm, có tay sắt nữa các bạn, có hai quai sắt nữa nha, đó thiết kế rất là đẹp các bạn đó. Mẫu này thì 550, khuyến mãi còn có 495, nói chung là số lượng có hạn, bạn nào thích mẫu này thì các bạn đặt liền ha. Rồi giờ tiếp tục giới thiệu màu nữa nha, Minh Thương Hoa nó hiền lắm các bạn ơi. Rồi các bạn biết sao không, giá nó rẻ lắm các bạn nuôi á, các bạn nuôi hai bé, các bạn nuôi bốn bé chứ các bạn đừng có nuôi một con các bạn nha, nuôi một con tại vì cái này nó sống đông vui quen rồi, tự nhiên các bạn đem về một con nó lẻ loi nó buồn lắm các bạn, ăn uống đâu có ai dành, ăn đâu có ai chơi chung đâu các bạn đó. Em mắt đỏ trắng mắt đỏ như này giá là 120 nha, còn trắng sọc mắt đen á thì giá là 150. Bỏ vô cái nhà tắm này. Trời ơi dễ thương quá à. Nhà tắm hà mã trong suốt các bạn á, con hamster nó không có tắm nước cũng không có tắm nắng gì đó các bạn, các bạn tắm bằng cát đó các bạn đó, các bạn bỏ cát vô nó sẽ tự tắm, các bạn thấy dễ thương không, trong suốt nhìn thấy, bỏ cái nhà tắm vô tự tắm. Rồi cái gì vậy con, mà ăn dạ vậy đó, bà đang ăn dạ, bà đang nằm đấm gì nè. Rồi nói chung chuyện mà ở đông cãi nhau rồi này kia là chuyện bình thường, những cái chuyện vậy thì các bạn sẽ là hả cho mấy bé tắm cát á, các bạn ghép lại, mình có làm cái video mà cách ghép chuột hamster ở trên YouTube Bác Sinh đó các bạn đó, thì ở bên mình là mình nuôi rất là đông không có sao, các bạn chịu khó, bé nào mà hả dữ dằn quá thì các bạn sẽ là cho tắm cát rồi, là các bạn hả nói chung là mình trên đó là mình có hướng dẫn là cách để các bạn ghép chuột hamster, nói chung là không có khó đâu các bạn, nhưng mà mình phải chịu khó chứ mình đừng có sốt ruột quá các bạn ha. Đó mình cho ở rất là đông các bạn thấy không, đây có thành phần nổi loạn ở trong đây, đây là em nổi loạn đi chọc ghẹo người ta đây đó. Mà con kia thì thuộc dạng là nhát, mới có con này mới tới gần là con kia đó kịp la lên rồi, chưa có làm gì nó đã la lên rồi, ai tới nó cũng la đó. Bà này là bà yếu bóng vía nè, đây anh này là yếu bóng vía nè, người ta mới tới gần mình thôi là mình đã la lên nè, các bạn thấy không, nó la chứ có ai cắn gì nữa đâu, nó yên nguyên gì đây mà nó cứ la lên vậy đó. Rồi để coi màu có vàng vàng chanh không, nhiều lắm nha bạn nha, hamster bên shop mình rất là nhiều, mấy trăm em hamster Winterwhite lận, nên là mình giới thiệu các màu rồi đó, các bạn muốn chọn màu nào các bạn cứ nói, mình sẽ ship cho các bạn, trước khi ship thì chụp hình qua các bạn coi đã ok chưa rồi mới ship đó, các bạn coi nè, màu vàng chanh, em này là màu vàng chanh này là giá nhiêu anh? Rồi các bạn ơi, màu vàng chanh thì mình có hai nấc giá nha, vàng chanh lượt thì giá có 150 thôi, màu vàng chanh đậm á thì mới giá là 180, nói chung là giá cũng mềm, các bạn dễ nuôi lắm, các bạn muốn rẻ rẻ thì các bạn nuôi hai bé 180.000 là hai bé 160, còn các bạn có điều kiện thì các bạn mua thoải mái, mua tùy thích đó, nên chung là đồ dùng hamster là các bạn muốn rẻ nữa thì bên mình có bán mấy cái thùng mica thì hả giá chỉ có mấy chục ngàn một cái thôi, rồi các bạn trang trí phụ kiện thì tùy thích và giá có 90, 130 cái đó, nên là nói chung là nuôi hamster rất là dễ các bạn ơi, giá chi phí nó thấp nữa mà cực kỳ dễ nuôi, bạn nào mà muốn mình không có điều kiện nhiều quá thì mình nuôi mấy con đó các bạn được chưa, Winterwhite nha, đây Winterwhite nè, rất là nhí nhố nè,
Rồi bây giờ mình sẽ có hamster bia nữa các bạn. À các bạn ơi, các bạn chia sẻ xong hết chưa? Tại vì chuẩn bị là mình sẽ kết thúc livestream rồi đó. Các bạn nhớ bạn ngoài có hỏi là có một bé video live được mà không có điều kiện nuôi bán đặt cho chị được không? À, tại vì chị không có thu nè Hoàng ơi. Tại vì dịch chị không có thu hàng vô nha. Tại tại bên chị là bán hamster baby à, cho các bạn nuôi nhỏ lên, chị không có bán mấy hamster lớn. Ôi các bạn ơi, về mấy cái túi sắt hamster dễ thương quá. Trên trang của chị có đăng hình mấy thú cưng hết đó các bạn. Ôi ơi sao mà nó đẹp vậy ta, bữa nay hàng mới về nhiều nha. Rồi cái nhà tắm này là cũng nhà tắm Hà Mã này, mẫu mới các bạn nha. Các bạn nhìn xoay cho bạn xem, trời ơi nhìn nó sang, nhìn nó dễ thương. Nè bia tắm cũng thoải mái các bạn nha. Bia tắm thoải mái luôn, đẹp lắm các bạn. Ôi bự dính hả? Ôi con này là con Hà Mã mẹ, con Hà Mã con các bạn ơi. Giá nhiêu anh? Em cũng chưa biết giá nữa. Hàng mới hả? Ơi các bạn đặt rồi mình báo giá sau nha. Mới về mình cũng không biết giá nữa. Trời ơi đẹp quá cả nhà. Hà Mã mẹ, Hà Mã con. Mình là mình sẽ mua hai con về cho có đôi có cặp các bạn. Hai mẹ con không có sống gần nhau. Rồi các bạn ơi. Rồi các bạn mà thấy cái này các bạn không mê xỉu luôn á. Trời ơi. Cái này chắc đi đám cưới được á. Giỏ sách đi đám cưới. Có bạn hỏi là có nhà tắm cho nhím không? Nhà tắm cho nhím hả? Chắc cái nhà tắm chi chi la hả? Các bạn ơi, tắm nhím á thì thường mình không có xài nhà tắm để nhím đâu, tắm cát đâu các bạn. Nhím tắm nước, tắm đồ khô, phấn khô, kem phấn khô thì các bạn không có cần nhà tắm nha. Nhím còn... không biết tự tắm. Thì nhím nó không có tự tắm như hamster. Trời ơi nó dễ thương. Dễ thương quá vậy trời. Mê luôn. Nhiều màu lắm. Các bạn đợi mình xíu nha, mình lấy ra cho các bạn xem nha. Đây là sao ta? Đây gì hả? Cái sắp gì? Trời ơi dễ thương chưa? Màu xám khói. Combo như lòng này chị đang giúp mình. Combo Winter White là sao ta? Là vừa Winter White vừa đồ dùng luôn. À vừa, tại vì các bạn biết sao không? Combo thì bên mình cũng có làm nhiều cái combo ở trên trang web bestsin.net đó các bạn. Thì hả, các bạn có thể lựa chọn là vài trăm đến triệu mấy tùy mình thôi à. Tại vì bên shop có rất là nhiều mẫu chuồng nuôi. Ví dụ như các bạn nuôi đơn giản thì các bạn chọn những cái mẫu giá mềm. Các bạn nuôi mà ha đẹp thì các bạn chọn những mẫu giá mà cao tiền hơn 300-400, 700-800, 1 triệu mấy. Rồi các bạn muốn chọn cái mẫu mà vừa vừa thì 100 mấy, 200 gì đó các bạn. Thì tùy các bạn, tùy điều kiện của các bạn thôi nha. Đó ví dụ như mình thấy dễ nhất là như thế này. Các bạn cứ mạnh dạn, các bạn để lại số điện thoại. Các bạn cho mình biết là các bạn muốn nuôi trong cái tầm giá là 500, 700. Hoặc là các bạn muốn nuôi là mắc tiền hơn, hoặc là 1 triệu mấy, hoặc là các bạn muốn nuôi rẻ hơn gì đó. Thì mình sẽ tìm những cái mẫu đồ dùng, thức ăn, lót chuột. Tại vì nó có rất là nhiều thứ kèm theo thì mình sẽ tìm những cái mẫu nào đó phù hợp với cái túi tiền của các bạn và hả đầy đủ cho nó sinh sống được. Cơ bản nhất cho nó sinh sống được hoặc là đầy đủ nhất cho nó có thể thoải mái nhất. Thì đó, thì các bạn cứ mạnh dạn vậy đó thì mình sẽ dễ tư vấn hơn các bạn nha. Chứ tại vì nhiều nốt giá quá, bây giờ các bạn hỏi mình cũng không có biết là các bạn muốn ở tầm giá nào để giới thiệu các bạn. Đẹp không? Rồi, một màu. Giới thiệu nhanh chứ tại vì nhiều mẫu lắm các bạn ơi. Đẹp quá ha. Cái nào cũng có dây các bạn. Nào cũng có cái dây đeo hết nha. Rồi màu hồng. Màu hồng nhẹ nhàng nữa các bạn ơi. Dây ở trong đó các bạn. Rồi bỏ hamster đây là hết sảy luôn. Bỏ một em vô các bạn nhìn thử. Trời dễ thương quá à. Rồi sóc này đi. Sóc này là người được vô đầu tiên đi. Đó, đây các bạn thấy không? Đó vô đó thoải mái trong đó. Thích không? Vô nó nằm. Nhiều giỏ lắm các bạn. Hai bé sắp đi chơi. Tưởng người ta tưởng là mình cầm giỏ sách không á. Tôi có biết là này có thú cưng ở trong đây đâu. Đây con ra con. Em này cũng muốn chui vô sao mà cứ đi ra ngoài. Thôi. Hết giờ rồi không có nhiều người được thử được nha. Không có nhiều người được thử nha. Rồi các bạn nè. Các bạn muốn mấy cái giỏ nhựa thì có giỏ mặt heo rồi mình hay giới thiệu các bạn ở những livestream trước. Bên đây có giỏ vải, túi vải về rất là đẹp. Rồi có mẫu này nữa các bạn.
khui hàng cho bạn xem. Trời, phải khui nhanh lên, mấy mẫu lận. Trời ơi, ôi nó dễ thương. Các bạn đựng sóc, cái này đựng sóc cũng được nha các bạn nha. Không chỉ là đựng hamster đâu, các bạn đựng sóc. Cái này đựng sóc cũng rất là dễ thương. Trời ơi, bỏ cái nắp ở đây. Trời ơi, các bạn thấy kinh khủng không, dễ thương kinh khủng không. Cưng xỉu luôn. Đúng là người ta nói là cưng xỉu ở đây các bạn. Đó, có cái túi đeo lên trên nè. Đẹp quá ha. Mê luôn á. Rồi, ở trong đây là nó, ở ngoài đây làm cái kiểu như là dây cói hay cái gì đó các bạn nha. Cái dạng vật liệu tự nhiên, dây cói hay dây ni lông gì để mình làm cái màu đẹp quá. Còn ở trong là lớp vải mềm mịn các bạn nha. Cái này thì nhìn là biết là vải rồi, vải bông rồi, vải bông rất là mịn, rất là ấy rồi. Còn ở trong đây là vải bông nha. Rồi cảm ơn cả nhà thả tim nha, tại mấy cái giỏ này dễ thương quá, phải không cả nhà. Có tem chân chó nữa chứ. Có dây đeo hết các bạn nha, cái này có cái dây đeo cùng màu luôn nha. Thôi nhanh đi chứ giờ đeo nữa hết giờ luôn. Dẹp bớt. Đây mẫu mới nữa các bạn. Cái này cái gì đây? Trời ơi nó dễ thương. Ôi anh mê luôn. Trời, sao nó đáng yêu quá vậy. Các bạn ơi, trời xinh chưa, cưng xỉu luôn ha. Nuôi hamster sống cái này quá đẹp luôn. Bia khỏi cho lên luôn. Có bán hamster bia nữa các bạn nha. Vậy nè, coi hamster bia các bạn chút chừng đó mình sẽ gửi qua cái đường cái clip hamster bia cho các bạn coi. Giờ hết giờ rồi, ngồi mê với cái này quá. Ôi các bạn, này mình á, mình mua gì chắc không đựng chuột mà đựng đồ của mình quá à. Trời đẹp quá các bạn. Đợi xíu nha, shop vẫn giao hàng các bạn nha. Nói chung là không có bán trực tiếp, ở trực tiếp cửa hàng thì đóng cửa rồi các bạn. Còn các bạn đặt đồ gì các bạn, mình đặt shipper giao cho các bạn. Màu dễ thương quá à. Có mấy màu lận các bạn ơi. Mê luôn á ha. Thích quá à. Quá thích quá dễ thương. Đó các bạn thấy không, thấy kỹ không. Ở đây, đây là cái mặt phía trước nè. Ở đây là giống như là một cái túi, một cái vỏ như thế này. Xoay mặt phía sau nè. Đó, hai cái tay thỏ nè. Quá đẹp đi, vỏ này quá đẹp đi các bạn ơi. Sâm điệu, rất là sâm điệu luôn. Rất là dễ thương. Có màu hồng nữa nha. Rồi, rồi mình thấy hôm nay các bạn chơi mini game cũng nhiều rồi các bạn ha. Rồi chuẩn bị tới mini game nha. Rồi bây giờ tới phần đặc biệt của cái livestream ngày hôm nay. Thì cái phần này các bạn chắc cũng chờ đón đây. Những cái bạn nào nãy giờ mình đã chia sẻ livestream, đã để lại ba số điện thoại cuối rồi á, thì là bây giờ sẽ tới cái màn là bốc thăm may mắn ha. Rồi bây giờ cái giỏ này là giỏ đựng nhím này các bạn nè, đựng nhím, đựng hamster gì đó, các bạn muốn đựng con gì đựng nha. Con gì vừa cho đây đựng hết. Rồi bây giờ bốc thăm nha. Bây giờ mình nói luôn thì thể lệ của ngày hôm nay như sau. Thì bạn nào á mà mình được mình kêu tên thì các bạn mau chóng là để lại số điện thoại liền để mình xem thử là số điện thoại của các bạn có chính xác với cái số tham gia dự thưởng hay không. Cái thứ hai nữa là mình sẽ gọi điện cho các bạn. Thì bạn nào ở trong thành phố Hồ Chí Minh á thì mình sẽ ship qua. Thì hôm nay là các bạn được trúng một em hamster bia trị giá 150.000. Còn bạn nào ở tỉnh thì là mình sẽ coi còn mình có người nhà gì ở trong đây không, ở Sài Gòn không, mình nhờ nhận giùm hoặc là tặng lại cho những cái bạn nào mà bạn bè gì của mình ở trong Sài Gòn các bạn nha. Thì mình tặng cho các bạn bé hamster bia trị giá 150.000. Còn các bạn thì chịu phí ship nha. Rồi sau khi mình đọc tên thì các bạn mau chóng là để lại số điện thoại để mình liên lạc với các bạn nha. Rồi số gì ra ai trúng được một em hamster bia đây. Cát Tường 216. Cát Tường em còn ở trên livestream không Cát Tường ơi. Cát Tường
216 cả nhà ơi. Cát Tường mã số 216. Cát Tường mã số 216 các bạn nha. Rồi. Cát Tường mã số 216 mình đọc là vài lần nữa để Cát Tường vào. Cát Tường vào các bạn Tường ấy. Nếu mà Cát Tường không có thì sẽ qua bạn khác, nên là Cát Tường nhanh chóng để lại số điện thoại nha. Hôm nay là trúng một em Hunter Bia trị giá 150.000. Bữa nay nhiều cái giỏ dễ thương quá mà say mê luôn. Say mê không có lo là bốc thăm. Đẹp quá các bạn. Bữa nay về rất là nhiều mẫu dễ thương. Hà mã mẹ, hà mã con đây. Rồi đọc lại nha, Cát Tường mã số là 216 các bạn ơi. Có Cát Tường rồi phải không? Rồi anh nên gọi điện cho Cát Tường giùm nhé. Rồi Cát Tường đã để lại số điện thoại rồi nha. Thì nói chung là các bạn thích mà. Alo. À Cát Tường ơi, chị bên shop vắc xin nè, thì em trúng được một em Hunter Bia rồi đó. Em mới quận mấy? Dạ. Dạ em muốn quận 10 chị. À vậy thì chị đặt xe ráp ship qua cho em được không? Dạ được chị. À vậy có gì là ngày mai chị em nhắn địa chỉ qua rồi chị tra phí ship bao nhiêu rồi chị báo em nha. Rồi có gì là chị sẽ đặt xe ship em Hunter Bia qua cho em ha. Rồi ngày mai chị quay phim cho em chọn màu luôn. Rồi Cát Tường là chúc mừng Cát Tường nha. Rồi cảm ơn em xem livestream ha. Rồi thì hôm nay đã có bạn Cát Tường nhận được quà rồi các bạn nha. Thì các bạn nhớ đón xem livestream của mình vào mỗi buổi tối thứ bảy. Thì thường là mình sẽ livestream vào tối thứ bảy các bạn nha. Thì nói chung là những bạn nào hôm nay chưa may mắn thì có gì đợt sau. Nói chung các bạn chơi mini game nhiều thì cũng sẽ có ngày là sẽ được trúng thưởng thôi, nên các bạn yên tâm. Đó. Các bạn cố gắng coi đông đông thì càng đông bạn xem thì sẽ có càng nhiều phần quà các bạn ha. Thì hôm nay livestream tới đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo nha. Bye bye.